Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 24 giờ. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tin mới nhất, nóng hổi nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút giây sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới trên kênh Bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp hậu quả về môi trường và xã hội vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dừng lại theo đuổi tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện. Đầu tuần qua, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo giới phân tích, một trong những thành tựu sẽ được nhắc đến trong dịp này là việc xây dựng công trình đập thủy điện Bạch Hạc Than, con đập có chiều cao 289m, nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Dương Tử, ở rìa đông nam của cao nguyên Tây Tạng. Đây là dự án đập thủy điện lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau đập Tam Hiệp của Trung Quốc, và những trận bão lớn vừa qua hay những trận lũ lụt khủng khiếp vừa rồi đã xảy ra lại khiến cho người ta hoài nghi và đặt ra dấu hỏi về cái giá phải trả cho tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện của Trung Quốc. Để đi sâu hơn về vấn đề này, hãy cùng với bản tin 24 giờ bình luận và phân tích. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn tự hào là nhà nhập khẩu và xuất khẩu lớn nhất trên thế giới và giờ là quốc gia sở hữu những con đập lớn nhất thế giới. Đập Tam Hiệp là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới với tổng công suất lắp đặt 22.500 MW. Còn đập Bạch Hạc Than là đập mái vòm lớn nhất thế giới và cũng là dự án đầu tiên trên thế giới sử dụng tổ hợp phát điện thủy lực khổng lồ. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than bắt đầu vận hành vào tháng 7 năm 2021. Theo Hoàn Cầu Thời báo, siêu nhà máy thủy điện nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, có tổng chi phí xây dựng 220 tỷ nhân dân tệ, khoảng 34,07 tỷ đô la. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hạc Than vào năm 2017, dự án đã vượt qua những thử thách về kỹ thuật cực kỳ khó khăn, phá vỡ một số kỷ lục của thế giới, bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chấn địa lớn nhất của đập là cao 300m và có đập tràn lớn nhất. Nhà máy thủy điện đập Bạch Hạc Than sử dụng 16 tuabin, mỗi tuabin có công suất 1.000 MW, đưa tổng công suất lắp đặt lên 16.000 MW. Con đập này gây chú ý không chỉ bởi kích thước khổng lồ của nó, mà còn ở tốc độ triển khai dự án thần tốc, khiến không ít chuyên gia phải ngạc nhiên. Dù gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật do địa hình xa xôi và hiểm trở, Trung Quốc chỉ mất 4 năm để hoàn thành đập Bạch Hạc Than với tổng chi phí xây dựng 220 tỷ nhân dân tệ, khoảng 34,7 tỷ đô la. Hay Wai, phó giám đốc sở xây dựng và kỹ thuật trạm thủy điện Bạch Hạc Than cho biết rằng, việc đưa hai tổ máy phát điện đầu tiên của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than vào vận hành phản ánh sự phát triển của công suất tổ máy phát điện của Trung Quốc từ 300.000 kW lên 700.000 kW và cuối cùng là 1 triệu kW. Ông He lưu ý rằng, trước đây Trung Quốc dựa trên cảm hứng từ những tiến bộ khoa học và công nghệ nước ngoài để xây dựng đập Tam Hiệp, nhưng trong dự án Bạch Hạc Than, Trung Quốc đã xây dựng hoàn toàn độc lập bằng công nghệ của mình để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện dài 438m và cao 88,7m, đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở cả hai bên của con đập, biến chúng trở thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là 217 km, tương đương khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đào tới 25 triệu mét khối, đủ để xây dựng 10 kim tự tháp Ai Cập. Việc xây dựng một con đập trong thung lũng hẹp hình chữ V của sông Kim Sa có giới hạn về không gian và phải đối mặt với các điều kiện địa chất cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thành phố ngầm này chỉ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Việc xây dựng đập Bạch Hạc Than cũng đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trong thiết kế kỹ thuật thủy điện và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc. Trong các khoang ngầm ở tả ngạn của đập Bạch Hạc Than có 3 đường hầm đập tràn được mô tả là những tuyệt tác kỹ thuật và nghệ thuật. Mỗi đường hầm vượt lũ dài 2.000m, diện tích tràn hơn 200.000m. Chúng có thể chịu đựng được lưu lượng nước lớn hơn 12.000 mét khối một giây và tốc độ dòng chảy cao 47 mét một giây, có thể lấp đầy toàn bộ Hồ Tây. Diện tích 650 ha, sâu trung bình 3 mét chỉ trong 18 phút. Nó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật vì loại bê tông mới có bề mặt nhẵn và chắc tạo hiệu ứng phản chiếu. Độ lệch trung bình của toàn bộ tầng tràn nhỏ hơn 2 mm. Khối đá ở thung lũng nơi đặt nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than rất dễ vỡ. Thêm vào đó, hình dáng tổng thể của đường hầm đập tràn do chúng tôi thiết kế giống như một đường ray tàu lượn siêu tốc. Hoàng Siêu Hai, giám đốc dự án đường hầm Bạch Hạc Than đã cho hay, dung tích kiểm soát lũ của đập là 7,5 tỷ mét khối. Ông Hoàng nói sông Dương Tử là một con sông mà con người không thể khai thác và sử dụng, nhưng giờ đây lũ lụt của Dương Tử không còn là một con quái vật nữa mà là một nguồn tài nguyên. Ngoài ra, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới còn được gắn hàng nghìn cảm biến, có thể đo nhiệt độ, biến dạng, ứng suất và các thông tin quan trọng khác. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc xây dựng các đập thủy điện lớn nói trên không chỉ nhằm mục đích giúp nước này đảm bảo an ninh nguồn nước như những gì Bắc Kinh tuyên bố. Trung Quốc được coi là đòn bẩy mà Trung Quốc có thể sử dụng để gây sức ép với các quốc gia ở khu vực hạ nguồn, chẳng hạn bằng cách xây dựng 11 con đập khổng lồ trên sông Mekong ở đoạn trước khi con sông này chảy vào Đông Nam Á.
Trung Quốc đã cắt đứt dòng chảy tự nhiên của các con sông, dẫn đến sự sụt giảm đột ngột về mức độ nước đối với các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong. Chúng ta cùng nhìn lại những cảnh báo mà quân đội Trung Quốc gần một con đập ở miền trung của nước này đã bị mưa lũ làm hư hỏng nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào vào tuần vừa qua. Cơ quan khí tượng thủy văn đã đưa ra cảnh báo mức cao nhất cho tỉnh Hà Nam vì mưa lớn đã gây gián đoạn trên diện rộng và nhiều người phải sơ tán. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc trong mùa mưa, gây ra tình trạng hỗn loạn, phá hỏng đường xá, mùa màng, nhà cửa. Nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây, một phần vì việc xây dựng hàng loạt những đập thủy điện để gây gián đoạn các dòng chảy của sông Hồ. Ở thành phố Trịnh Châu gần đó, ít nhất một người đã thiệt mạng và hai người khác mất tích từ khi mưa to bắt đầu ở thành phố này, Nhân dân Nhật Báo đưa tin. Báo chí địa phương cho biết hai người thiệt mạng vì bị tường đổ vào người. Theo cơ quan đài khí tượng địa phương, mưa ở đây đạt mức cao nhất kể từ mốc kỷ lục cách đây 63 năm. Giới chức đã đóng hệ thống đường ngầm bị ngập nước của Trịnh Châu để hủy hàng trăm chuyến bay. Những video được đưa lên mạng chưa được xác minh cho thấy nhiều hành khách trong tàu điện ngầm ngập nước ở Trịnh Châu đu tay, nắm khi nước dâng lên bằng vai và một số người đứng cả lên ghế. Trên tài khoản Weibo, lực lượng cứu hỏa chia sẻ các bài báo về những hành khách được cứu khỏi đoàn tàu bị mắc kẹt nhưng không cho biết gì thêm. Tài khoản của một hành khách nói rằng nhân viên cứu hộ đã mở cửa trên nóc toa tàu để cứu từng người ra ngoài. Trước đó, Bộ Thủy lợi nước này cho biết hai đập thủy điện ở vùng Nội Mông của Trung Quốc vừa bị vỡ do mưa lớn. Hai đập thủy điện ở thành phố Hulunbuir bị vỡ từ chiều ngày thứ Bảy. Hồ chứa của hai đập có sức chứa tổng cộng 46 triệu mét khối. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng những người dân sống ở dưới hạ nguồn đã được sơ tán và không xảy ra thương vong nào. Bộ này cho biết sự cố xảy ra sau khi khu vực có mưa lớn lên tới 223mm. Ở khu vực trạm đo Modidawa, thời tiết cực đoan đang xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới trong những tuần gần đây, nhất là lũ lụt ở châu Âu và sóng nhiệt ở Bắc Mỹ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Chính quyền thành phố Hulunbuir đã thông báo trên WeChat rằng 16.660 người đã bị ảnh hưởng, 326.622 ha đất nông nghiệp bị nhấn chìm, nhiều cây cầu, cơ sở hạ tầng giao thông khác bị phá hủy. Những đoạn phim được đưa lên mạng xã hội cho thấy một con đập bị nước cuốn phăng, nhấn chìm những cánh đồng xung quanh. Nhà nghiên cứu địa chiến lược Brahma Chalanay thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách New Delhi của Ấn Độ cho rằng Bắc Kinh có lẽ chưa lường trước được hậu quả mà chiến lược của họ gây ra. Theo ông, cái giá phải trả sẽ là rất lớn, vượt qua những mâu thuẫn và căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng. Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc cách mạng lớn để giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng không tái tạo. Bắc Kinh ngày càng quan tâm tới thủy điện, nguồn năng lượng dễ tiếp cận do địa hình đa dạng, nhằm tạo ra nguồn cung cấp điện ổn định. Thế nhưng việc nước này xây dựng ổ ạt các con đập đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của các hệ thống sông lớn ở châu Á, trong đó hai con sông huyết mạch của Trung Quốc là Hoàng Hà và Dương Tử. Những con đập khổng lồ đã phá hủy hệ sinh thái, khiến cho nhiều loài thực vật và động vật ở nước ngọt phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, làm co hẹp diện tích các đồng bằng, giảm độ màu mỡ của đất đai ven sông, thậm chí phải thải ra nhiều khí CO2 hơn với những nhà máy thủy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Riêng sự cố vỡ đập Bắc Yao năm 1975 đã khiến cho 230.000 người bị thiệt mạng. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã nâng cao năng lực xây dựng khiến các con đập trở nên kiên cố và vững chãi hơn. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều con đập được xây dựng ở thời kỳ đầu đang trong quá trình xuống cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi thời tiết xấu. Chưa kể đến các dự án đập đã khiến một số lượng lớn người phải di dân. Khi Trung Quốc chuyển trọng tâm từ các con sông ở vùng trung tâm sang các con sông ở khu vực có thưa người sinh sống, thì những cộng đồng dân tộc thiểu số vốn chịu thiệt thòi về kinh tế và văn hóa của nước này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả. Bất chấp hậu quả về môi trường và xã hội, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ dừng theo đuổi tham vọng thủy điện. Nước này đang có kế hoạch xây dựng một đập lớn ở Tây Tạng, có khả năng tạo ra sản lượng điện gấp nhiều lần đập Tam Hiệp trên sông Salung Tisangbo. Ở đoạn trước khi con sông ra khỏi Himalaya chảy vào Ấn Độ, con sông này mang tên Brahmaputra khi đến Ấn Độ và Meghna khi chảy vào Bangladesh. Để đối phó với kế hoạch xây dựng siêu đập của Trung Quốc, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra ý tưởng xây dựng một con đập khác trên sông Brahmaputra nhằm tăng cường việc thiếu nước vô hiệu hóa ảnh hưởng của dự án mà Bắc Kinh đang theo đuổi. Đến thời điểm này có hai luồng ý kiến, một ủng hộ cho chủ trương phát triển thủy điện của Trung Quốc, một cực đoan đổ lỗi cho tham vọng thủy điện ngút trời của Trung Quốc là nguyên nhân gây nên lũ lụt. Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới vài khu vực của Trung Quốc những tuần gần đây, trong khi đó châu Âu hứng chịu mưa lớn, lũ lụt, còn Bắc Mỹ thì nắng nóng kỷ lục. Điều này gây thêm nhiều lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Vậy theo bạn, nguyên nhân của những trận lũ lụt lịch sử vừa qua tại Trung Quốc là gì? Hãy để lại bình luận phía dưới cho bản tin 24 giờ được biết. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.